Bản thân của chị thì chị thấy rằng là mình cắt tóc để đi hiến hay không không có quan trọng, và chị nghĩ rằng là chính bản thân của mình xem mình ích kỷ thì mình mới cảm thấy rằng là trong cái trường hợp đó mình ích kỷ. Cảm ơn Trang rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là món quà của em. 1, 2, 3. Wow, là một mái tóc ạ, rất là dài ạ. Hashtag của em là looking good, make you feel good. Thứ mà em tự tin nhất trên cơ thể của mình là mái tóc. Cũng gần đây thôi, em có nhận được câu hỏi là em nuôi tóc dài để làm gì? Em nuôi tóc để em hiến tóc à? Tại sao em không hiến tóc? Cũng rất là tình cờ thôi, là gần đây thì em cũng có theo dõi chị Phương Khánh rất là nhiều. Vài ngày trước thì chị cũng đã cắt đi mái tóc dài rất là đẹp của mình để mà hiến tóc. Thực sự đấy mới là hai chữ bản lĩnh. Những cái người mà họ chưa muốn hiến tóc và chưa thực sự muốn hiến tóc ấy, thì tại sao chúng ta lại quên đi mất là bảo vệ họ? Bởi vì là họ sẽ luôn luôn nhận được cái chữ là bạn ích kỷ, bởi vì bạn không muốn chia sẻ điều của mình cho những người khác. Bản thân của chị thì chị thấy rằng là mình cắt tóc để đi hiến hay không có quan trọng, và chị nghĩ rằng là chính bản thân của mình xem mình ích kỷ thì mình mới cảm thấy rằng là trong cái trường hợp đó mình ích kỷ. Thì ngoài việc hiến tóc ra thì mình có thể làm được những điều gì khác cho phụ nữ? Mái tóc đang làm cho chính bản thân em và rất nhiều những cô gái và những phụ nữ khác tự tin hơn về bản thân mình. Bên cạnh đấy, mình đặt ngược lại vấn đề là có những người phụ nữ họ không có mái tóc đẹp như vậy, thì cái người mà em nghĩ đến những người đầu tiên đấy chính là những người bệnh nhân ung thư vú. Và đó là lý do vì sao mà em lại nói đến chủ đề là hiến tóc. Chị nghĩ là em nên cấu trúc lại cái phần trả lời của em cho nó rạch ròi, và đừng có để nói quá nhiều thành lê thê. Bởi vì phụ nữ của chúng ta đâu thể nào đánh giá qua cái mái tóc được. Còn nội tâm của chúng ta nữa, trái tim của chúng ta nữa. Nếu mà em nói sâu vào cái vấn đề đó sẽ rất là truyền cảm hứng luôn. Quỳnh Trang thì đưa ra những cái phương pháp để mình giải quyết, nhưng mà nó không có thống nhất, làm cho người nghe cảm thấy hoang mang. Là bạn đang chọn cái phương án nào để tôi biết, tôi suy nghĩ theo cùng bạn. Cũng có thể là lúc đó mình mới nhận được đề và cảm xúc thì mình đang quá là háo hức, mong muốn là được chia sẻ rất là nhiều thứ, nên là mình có chưa rõ ràng trong cái cấu trúc bài nói. I am a Vina woman. I am a Vina woman.